Xin kính chào các quý vị. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, và với những thời gian qua thì rất nhiều người rất mong muốn những dòng shop reel, và hôm nay thì tại Thiên Hà chúng tôi đã về hai dòng chủ lực, đó là shop reel T7 và shop reel T9. Và đây thì cũng qua trên YouTube của kênh Thiên Hà thì cũng xin mời các bác trước đây đã có thời gian đặt và tin tưởng Thiên Hà cũng đã lâu, thì nay shop reel về thì cũng mong các bác đến nhận dòng sản phẩm này, và chỉ còn lại một cái số ít hàng thì hôm nay tôi cũng xin được bóc thùng và giới thiệu dòng shop reel này. Với dòng shop reel T9 này, đây là dòng shop reel chủ lực của hãng, hiện tại đang bán trong dòng T, và dòng shop reel T9 này thì nó có một cái phần công suất nó tương đối là tuyệt để các bạn có thể ứng dụng thêm vào những đôi loa mà có phần giải trầm nó chưa được như mong muốn. Và với một cái khối bằng gỗ như này thì các bạn nhìn sao? Vâng, đây một chiếc shop reel như này với chiều sâu này thì nó lên tầm khoảng gần 38 cm, chiều rộng này thì hơn 33 cm, và chiều cao thì hơn 40 cm. Nên cái shop reel này khi mình để thì nó cũng không chiếm nhiều diện tích là một, nhưng mà cái quan trọng nó làm cho cả hệ thống của bộ sàn mình nó sẽ thay đổi một cách rõ rệt. Với những người ta chơi những cái dòng loa thì người ta thấy cái giải trầm nó không được xuống sâu thì người ta cứ đi tìm những chiếc âm ly, có người thì đổi loa, có người thì thay cả dây dẫn. Nhưng qua tư vấn của các kỹ thuật bên Thiên Hà thì chúng tôi trước khi để thay đổi những cái công việc đó thì cũng mời các bác và các bạn, nếu có điều kiện hãy qua Thiên Hà hoặc là phải nghe thử Thiên Hà một lần phối đấu với những dòng loa mà nó có độ nhạy tương đối là cao nhưng giải trầm thì không xuống được sâu, thì mình mới cảm nhận được đây chính là vua shop reel. Shop reel dòng T9 này thì là cái phân khúc lớn nhất của dòng T rồi, và nó được sở hữu hai chiếc bát, một chiếc bát thụ động và bát chủ động. Đây là chiếc bát chủ động thì nó được làm bằng 10 inch và được làm bằng nguyên liệu tức là polymer và silicate, tức là magie và silicate. Đó, nên nó đây nó là một loại gọi là chất liệu tổng hợp, và được hỗ trợ thêm với một cái gân súp như này. Đó, nhưng mà với những năm gần đây càng ngày càng mới thì dáng súp reel người ta làm càng ngày càng chắc chắn. Đầu tiên thì nói đến cái khối vỏ thùng tương đối là nặng các bạn, rất là chất lượng để đảm bảo được cái tính ổn định của súp. Cái phần thứ hai là khi súp này thì nó là súp 25 phân cho đánh đa hướng, và giải trầm này thì là ở dưới lại hỗ trợ thêm cả một chiếc súp mà có phần tức là cái gọi là súp hỗ trợ, tức là để cho cái giải trầm, là vì súp này nó không có đường lỗ thoát hơi nên khi người ta đánh cái giải trầm này để cho cái đường nó sự lan tỏa ở xuống phía dưới. Và chiếc súp này thì được làm và được các kỹ sư của hãng rất là chú trọng về cái phần màu sắc, tức là nó sẽ có hai màu chủ đạo, đó là màu trắng và màu đen. Và đây là màu đen thì được sơn bóng 5 lớp và chống xước. Đó, nên các bạn sẽ nhìn thấy đây là có một cái sự rất là gần gũi, thân thiện với cả các đồ dùng ở trong nhà. Và dưới bốn chân này thì đây là bốn chân bằng hợp kim và đều có chữ reel. Còn về mặt đằng trước đây thì khi tôi bóc e căng ra thì các bạn sẽ thấy đây là một chiếc súp thế này, và nó có một hình cái logo ở trong, hình vương miện tượng trưng cho là vua súp. Và đây là e căng, khi tôi đậy vào như thì nó sẽ như thế này. Các bạn thấy có một sự rất là tuyệt vời và đẹp, nhưng mà tôi thì tôi muốn bỏ cái e căng này ra. Đấy là phần tổng thể bên ngoài của chiếc súp này. Còn bây giờ thì tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật xoay lại phần đằng sau. Đây là một cái phần mà tôi muốn nói với các bạn nhiều để chúng ta có một cái sự nhìn nhận sâu sắc hơn nữa về cái dòng súp này, và một cái hướng để các bạn khi có những cái đôi loa hoặc những bộ dàn nó chưa ưng ý với giải trầm thì đây là một giải pháp tối ưu. Vâng, sau khi đã nhờ nhân viên kỹ thuật xoay lại mặt đằng sau thì các bạn nhìn đây, đây mới là trái tim của bộ dàn. Với một bộ cánh tản nhiệt để cho phần công suất của âm ly lên tới 300W và đánh theo định dạng AB, thay đổi hoàn toàn, trước đây đánh theo mạch Class D thì bây giờ hãng reel đã đưa sang một công nghệ mới và để gần gũi, nó tự nhiên hơn nữa thì đã chuyển cái phần công suất này sang đánh mạch Class AB. Và với những cái công suất thế này và những nút điều khiển như thế nào thì các bạn sẽ nhìn thế nào? Đầu tiên thì đây là tôi muốn nói, đây là một bộ kết nối array. Tức là khi mình dùng cái này mình có thể kết nối, tức là để súp đằng trước đằng sau và mình không cần phải dùng dây, vẫn có thể đảm bảo được về cái phần chất lượng này được. Và cái bộ kết nối nó nằm ngay đây ạ. Dạ vâng.
Đấy là một cái điều rất là thuận tiện khi bây giờ mình có thể để súp bất cứ một vị trí nào ở trong căn phòng mình muốn dùng, và chỉ cần bộ kết nối này là mình nó đã làm thay một nhiệm vụ như một cái bắt wifi rồi. Còn phần thứ hai, tức là khi về đến đây thì các bạn thấy đây là một cái nút công tắc, tức là về 0 và 180, tức là người ta để bình thường như thế này nếu mà quay mặt ra đằng trước, tức là để bên cạnh loa bên phải hoặc bên trái hoặc góc. Còn nếu ta để ngược lại thì ta vẫn nghe được tiếng súp, nhưng ta chỉ cần đảo lại file bên này. Đó là một điều rất hay, vì súp này là nó là súp thì nó đánh đa hướng. Còn những cái nút chỉnh này thì các bạn nghĩ gì? Vâng, đúng là High Low Never, tức là đây là chính là cái nút giống như là mình chơi ở định dạng nhưng trong volume, và nó có 40 cái chiết áp để có thể tăng giảm. Đó, tức là mình sẽ lên. Và khi cái này thì nó còn hơi gọi là nếu nó dùng với các kỹ thuật thì nó rất là đơn giản. Là vì tại sao mình cái này khi mình đưa nó lên thì mình chỉ cần chỉnh crop server, và crop server này thì nó sẽ có từ 30 Hz đến 120 Hz. Nhưng với các kỹ thuật của Thiên Hà thì tùy theo từng bộ dàn, có những bộ dàn người ta cần giải trầm xuống sâu thì người ta để chỉ nhích lên chút như này. Có những cái giải trầm người ta đã muốn để, tức là nó bị cắt sớm quá thì người ta phải để rất là cao như thế này. Nhưng với kỹ thuật của Thiên Hà thì đa phần để ở cái mức tầm khoảng 11 giờ. Thì là để như này, và sau đó là mình sẽ chỉnh bằng cái nút High và Low như thế này để làm sao để cho nó cân bằng hai bên. Tức là để làm sao mà khi mà người ta nghe tiếng súp, nó sẽ hòa nhập với cả tiếng của loa phăn, tức là hai loa trước mặt, và sẽ không còn cảm nhận và nó có mất đi cái ranh giới giữa loa súp và loa phăn. Đó là một điều tối ưu nhất trong dàn sản phẩm. Và tôi sẽ thử nghiệm ở trên phòng chất lab ngay Thiên Hà sau cái YouTube này. Đó. Còn đây là các cổng nối vào. Thì người ta sẽ có một cái hệ thống, đây là một cái dây new trích, tức là dây 3 đường này, tức là nó đường 2 đường này, thì đây là một cái hệ thống dây tối ưu nhất. Và qua mạch crossover và cho mạch tự nhiên nhất ở bậc 4, tức là chỉ lấy giải trầm từ 120 Hz đổ xuống 30 Hz thôi. Nên các bạn lưu ý là nên dùng bằng đường này. Và đường này thì đã được hãng trang bị cho một hệ thống dây như thế này, tức là 7 mét dây và rắc cắm new trích như thế này. Và dây đỏ thì người ta cắm vào dương bên phải, dây vàng người ta cắm vào dương bên trái, còn dây đen này thì mình có thể cắm vào bên âm bên nào cũng được. Đó, nên các bạn hãy lưu ý về cái chuyện này cho các kỹ thuật, và nhớ nghe xem các kỹ thuật đã hướng dẫn thế nào nhé. Dây đỏ thì cắm vào dương bên phải, dây vàng thì dương bên trái, và dây đen thì bên nào cũng được. Và cái dây này thì sẽ cho một cái chất lượng là gọi là natural nhất, là tự nhiên nhất. Đây là thứ nhất là đã là dây new trích, là dây đã triệt tiêu về các đường sóng của nhau rồi, và cái thứ hai là nó là dây chuẩn của hãng khi người ta đã trang bị. Đó là cái phần đấy. Còn một phần thứ hai, nếu mà các bạn không dùng nữa thì các bạn cũng có thể chơi thêm một cái đường dây theo định dạng của RCA này. Thì các bạn vẫn cứ sử dụng được giống như dây trên này, vẫn chỉnh như thế này được. Đấy là về cái phần súp của phần để nghe nhạc. Còn nếu như các bạn hỗ trợ thêm phần xem phim thì các bạn sẽ cắm xuống đường dưới này, thì đường này là đường chơi gọi là chơi direct, chơi thẳng. Tức là chơi như vì người ta cần có độ động, độ dynamic để người ta chơi được này, thì mình sẽ nghe cảm giác tiếng của đường này nó sẽ nặng hơn, cứng hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Nhưng mà đấy là của dòng xem phim, và volume chỉnh của nó nằm đây. Đó, volume chỉnh nó nằm đây. Thì cái này thì nó sẽ gần như là cái độ cắt tần, cắt thước thì là không có, là vì nó ăn theo cái crossover, tức là cái độ phân tần của âm ly rồi. Đó, tức là nó ăn theo đường sub out hoặc đường bre out. Đó là cái điều này. Còn đây nút standby, tắt mở. Và các bạn luôn lưu ý là khi cắm với những đường này thì chiếc âm ly này đây là một trong định dạng của âm ly, nó rất là thông minh, nó có mạch điều chỉnh. Tức là khi nếu không có tín hiệu vào là âm ly tự ngủ. Và khi có tín hiệu vào thì âm ly lại bật lại chơi lại bình thường. Đó là những điều tôi vừa giới thiệu cho các bạn về chiếc âm ly ở trong cái súp reo này. Và đây là một chiếc âm ly tôi thấy là hiện tại đang là một phần rất là hot của các bộ dàn. Vì các bộ dàn tôi thấy là với những cái giải trầm mà khi các bạn đánh xuống cái tầm 60 Hz, 70 Hz đổ xuống thì cái sự suy hao nó rất là nhanh, và nó làm cho người nghe ta cảm thấy mất cảm xúc. Thì với hỗ trợ thêm một cái phần súp reo này vào thì các bạn đã được giải quyết rất nhiều về cái phần đó, và cũng không phải thay đổi nhiều về các cái hệ thống thiết bị trong bộ dàn mình. Nên các bạn hãy nhớ qua Thiên Hà Audio chúng tôi, và có các kỹ thuật sẽ tư vấn và giúp các bạn để có bộ dàn hoàn chỉnh hơn nữa và hay hơn nữa. Và sau đây thì tôi cũng sẽ đưa bộ dàn này lên trên gác, và chúng ta sẽ tìm một giải pháp cho những đôi loa mà nó chưa đáp ứng được về cái giải trầm, và sẽ được sự hỗ trợ đắc lực của cặp súp reo này. Thì các bạn hãy đón xem YouTube sau. Xin chào và hẹn gặp lại.